Hello anh em và chào mừng em đã quay trở lại với video tiếp theo của mình nhá. Thì lại là mình đây và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau là đi chinh chiến trên game bắn cá anh em ơi. Rồi mẹ vừa vớt xuống chỉnh cái độ sáng lên bắn nó nét phát mà cá chạy hết mẹ anh em ạ. Nhìn thấy mình phát là thịt mà cá đã chạy rồi. Sợ thật đấy. Nào, hôm nay thì vốn có 10 10M thôi thì mình sẽ bắn ở cái bàn nhỏ anh em nhé. Để xem nào hôm nay thì chốt lãi được bao nhiêu cho anh em đây. Úi rồi ôi, 4 lít đây rồi. Lụm ngay một cháo đầu tiên anh em ơi. Lụm ngay một cháo đầu tiên nhé. Tưởng làm con vừa vào phát làm con boss thì nó lại tuyệt vời không mặt rời không. Ông kia bắn mẹ như cả đói cơm vậy. Lâu lâu phọt được một viên ấy thì mẹ bao giờ mới có lãi. Bắn kiểu cầu may à. Bắn kiểu đói cơm nhỉ, lần đầu tiên tôi gặp cái mẹo bắn này hay đấy nhỉ. Mỗi tội là nó không hiệu quả. Mẹ đẳng cấp đấy, đừng đùa. Vẫn bắn nhảy cóc nhưng mà bắt đầu thấy nó không nổ mấy anh em ạ. Khoai đấy. À, đây rồi. 7 lít. 8 lít. Lên lại 10 củ anh em ơi. Cố gắng video để chốt đồ đấy cho anh em khoảng 2-3 củ thôi nhá. Vì vốn này mình không phải là quá to. Với lại bắn bàn bé thì là ăn nó sẽ mềm hơn anh em ạ. Ôi à, tôi lại vuốt nhầm mẹ vào nút home rồi. Lại bị reset tiền anh em ạ. Cày vãi nổi. Ok, đợt cá mới rồi, để xem nào có đổi vía không anh em ơi. Nên là có đổi vía không đây. Ê ai 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 ai. Bắn ghê vậy sao? Thành niên bắn ghê thật. Bắn ghê thật anh em ạ. Mình chỉ ăn cá to thôi anh em, không ăn cá bé. Không phải động vật ăn tạp anh em ạ. Đây rồi, một cháu. Cái định mệnh nha nó. Méo ăn được con nào luôn anh em. Cay thật đấy. Mà con mực với con rùa đi cùng nhau này anh em thấy không? Ảo vãi cả nho. Mòe. Đẳng cấp ấy nhỉ, lần đầu tiên gặp. Nào đợi cá to ra chúng ta sẽ chinh chiến tiếp anh em ơi. Nãy giờ bắn là không thấy lên tiền nhiều, tôi thấy hơi buồn đấy. Mẹ mà nay bắn mà không chốt lãi được cho anh em, mẹ lần sau mèo bắn cá nữa. Nào. Đổ đây. Cây mẹ bắn mãi mà không thấy nổ, cay thật sự đấy. Rồi, lại một cháu này. Làm con rồng nào. Rồi. Lành quanh 9 củ anh em ạ, cay thật đấy. Mẹ bắn nghe chắc phải làm con rồng nên là con boss thì mới lên tiền nhanh nhỉ anh em ạ, chứ còn bắn kiểu này để mà kiếm 2-3M là cũng khoai phết đấy. Bắn điện thoại là có một cái khó là lâu lâu bị ghi vào mấy con cá bé anh em ạ. Bây giờ bắn hơn mới lãi có 5 lít thôi. Đây rồi, một củ đầu tiên rồi. Đã có một củ lãi đầu tiên anh em nhé. Tiếp tục ơi.
Con bot đi ngay gần mình à? Bot đi gần mình. Lụp. Đấy anh em thấy không? Tựa bot đi gần mình là khả năng lụm rất là cao mà. Đó. Giảm tiền xuống để có thể là chốt lãi cho anh em nhá. Tiếp tục lụm này. Lụm tiếp này. À, không phải mình lụm còn đây anh em ạ. 12 củ rồi. Bắn khá khoai nhỉ. Xong còn củ 9 này. Mẹ. Cây nha. Đang từ 2 củ xuống củ 9 là không thích rồi nha. Còn mẹ nữa. Nào, nổ đi các cháu. Hơi tham anh ạ, hôm nay bắn hơi tham tí. Rồi, lụm tiếp. 11 củ 7 ạ. Rồi, một cháu nữa này. 12 củ anh em ơi. Ôi, nhà mình thấy là hơi khó đấy, nên là chắc là sẽ chốt lãi nhẹ nhàng cho anh em 2 củ rồi nhá. Bàn này thì cũng phải là bàn tủ của mình. Mình thì bắn bàn to, bắn vốn to quen rồi anh em ạ. Giờ bắn bàn này cũng cảm giác nó hơi khoai. Mang súng xịn nó khè mấy ông người phát. Đấy. Ôi, nghỉ thôi anh em nhé. Và chốt lãi thành công cho anh em đâu đấy khoảng 2 củ mốt. Đấy. Nói chung là cũng không phải quá to. Nhưng mà mình nói chung là đi hôm nay đi bắn vui vui chốt lãi sương sương cho anh em thôi. Chứ cũng không có chốt lãi được quá to vì mình không phải bắn bàn to đấy, với lại bắn vốn có 10.000 chốt được 2 củ cho anh em là mình nghĩ là cũng khá là ok. Nói chung bắn kiểu này thì an toàn anh em nhé, bắn an toàn thôi đấy. Còn anh em muốn chốt lãi to tất nhiên rồi vẫn là phải qua bàn to anh em nhé. Ok, cảm ơn anh em rất nhiều vì đã theo dõi hết video của mình và chúc anh em là bắn đâu thắng đó nhá. Bye bye anh em.